đi cái dịp nào mà con được đi thăm ba mấy lần? Và cái Ờ dạ, đi thăm á thì lúc những cái năm đầu á thì ít lắm cô, tại vì lúc đó ba con ở ngoài Bắc, má con nói ba con ngoài Bắc thì từ từ chuyển trại đi, từ từ khắp nơi đó, thì lâu lâu thì má con mới dẫn một hai đứa đi. Mà con nhớ nó, con cũng không nhớ là lần đầu mà đi thăm ba con đó là ở ba con ở đâu, nhưng mà con nhớ là khi mà con cái đường đi nó rất là khó khó khăn. khăn, nó gập ghềnh vậy. Mình đi xe đò tới nửa đêm, 12 giờ 1 giờ là xe đò tới, rồi phải đứng thức khuya để đợi, rồi xong rồi rồi họ đón mình đi, rồi xong rồi tới khi mà ngay cả tới cái trạm dừng xe đò đó, rồi xong rồi phải có một cái xe thồ để chở đi vô cái khu đó mà đường gập ghềnh hẻo lắm. Rồi rồi con nhớ là cái khi mà lần gặp ba con đầu tiên đó, Con có hân ngỡ hoan ngàng. hân hoan hớn hở lắm cô. À, Chuẩn bị tinh thần con có mà nhớ lúc con đó rất con là mấy tuổi nhỏ, không? dạ Nhỏ nhỏ con cũng thôi, tại vì ba năm đi có sáu mấy tuổi tháng thôi. à, đi thăm thì dạ chắc cũng có mấy tuổi dạ à. dạ dạ lúc đó con chắc từ 3, 4, 5, 6 tuổi gì đó, mà bây À. giờ cái câu chuyện đó bây giờ vẫn còn kể trong nhà của con, là hớn hở rất là muốn muốn gặp ba, tại vì ở nhà thì má cho coi hình ảnh cũng không có nhiều. Rồi khi đi tới cái khi mà người ta bên ở Việt Nam gọi là ban quản giáo đó, họ cho người tù ra, cái con thấy một hàng đi ra như vậy, thì cái chú mới đáp lúc đó mặc đồ rất là Nó gọi là tội nghiệp lắm hả? Tả tơi đó hả con? dạ dạ tả tơi, dạ đúng rồi, mặc đồ rất là tả tơi thì đi ra, cái má không có nói là ba con đó. Cái xong cái ba con đó tới ơn ba con đi, thì cô biết ở trong tù Việt Nam đó là không có cho tiếp xúc, mình chỉ đứng, mình chỉ có mỗi khoảng cách, thì nhưng mà những cái đứa nhỏ như con thì có quyền có thể tới. Dạ má không có nói là ba con đó tới ơn ba đi, con cứ bước lùi má À. không hiểu tại sao. Cái má con nói ba con đó con tới ơn ba đi, cái con lắc đầu con là không, ba con ở nhà đẹp hơn À, ba con đêm ba tối con ở mới nhà đẹp về đó. hơn, Dạ. là tại vì những cái hình mà má con giữ lại là quân phục rất là đẹp, có biết không? Chứ không phải Con trên vách hả con? Chứ không phải trên vách hả? Trên cái bóng trên vách đó hả? giống Dạ. giống như thiếu phụ Giống năm kiểu xưa thù vậy, năm là xưa dựng đó. trên vách. Dạ. Còn con là mấy cái hình đó, thì con thấy ba con ở mặc quân phục thì cái hình ít lắm, thì má con nói chứ trời ơi đâu có kịp bịt miệng nó đâu. Ba vậy là hiểu lầm, sợ hiểu lầm, Sợ sợ ba sẽ hiểu nhà lầm có đúng thêm người ba nữa, nhưng mà thật sự là không phải, là tại vì con nhìn mấy cái hình đó, con trong mường đầu tượng đó mình tưởng tượng ra con như dạ vậy. mình tưởng mường tượng trong đầu của ba mình là như vậy, nhưng mà khi bước ra thì đen đủi bị lao động cực khổ, vì trong lao tù mà, thành ra đen đủi rồi áo Tội hơi lắm. tơi tả. Dạ xong rồi sau đó mới hiểu, rồi mới chạy chạy tới ơn, nhưng mà cái câu chuyện đó là ở trong nhà cái tập không. Dạ Vậy đó. Thành ra đó là những cái trường hợp mà rất là tội nghiệp của những người lính của miền Nam Việt Nam bị ở trong tù. Và khi mà đi thăm nuôi thì cũng có nhiều người nói rằng còn không nhận ra cái hình dạng nữa. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, và trong cái dịp mà Father's Day, và nhất là cái sự trùng hợp với Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì con cháu Võ Bị là thanh thiếu niên đã hiểu đó, mặc dù là các em các cháu bây giờ đã là adult children rồi, nhưng mà cái tên thanh thiếu niên đã hiểu nó rất là thân thương. Thì khi mà con cái chuyện mà cảm động của con là chắc chắn là sẽ còn mình nói nhiều nữa, và chắc chắn là con không bao giờ quên trong đầu của con. Và khi mà con qua tới đây rồi và con hiểu rõ được, khi mà con hiểu rõ được cái người lính Việt Nam Cộng Hòa đã gian khổ như thế nào trong cái suốt cái quãng đời thanh xuân của họ, rồi lại họ lại bị bỏ vào tù của Cộng sản, thì các con đã phối hợp với nhau, đã làm việc như thế nào. Và khi mà con bắt đầu mà làm việc ở tại Pennsylvania, thanh thiếu niên đa hiệu đó, rồi sau đó con đã kết hợp với lại thanh thiếu niên đa hiệu ở khắp nơi, mình có thể là nói cả trên thế giới, thì cái công việc đó nó khó khăn không con? Dạ, ở Pennsylvania thì
con nghĩ khó nhưng mà dễ hơn là tại vì tụi con sinh hoạt từ nhỏ, từ nhỏ thành ra gọi là thanh thiếu niên đã hiểu là từ đúng nhỏ rồi. Lên rồi. Thì khi đầu cũng khó, ở khó một cái chỗ là cái communication, cái có những bạn nhỏ lớn lên ở đây cũng đâu có hiểu gì về cha mà cũng không có đi theo cha mẹ nhiều, thành ra cũng không có hiểu. Rồi nó bị cái sự trên đời của những người như con là qua đây sau này thì hiểu hơn. Nhưng mà từ đó rồi mình có một cái sự liên kết, mình sinh hoạt với nhau đó, thì từ từ các anh em thân với nhau giống như là trong nhà vậy đó cô. Mà bây giờ con mới hiểu là chú các bác cũng như vậy, cũng như những người anh em, và cũng muốn tạo cho chúng con có được cái tình tự, cái tình tự bỏ bị như vậy. Thì ở cái đó là Tanzania nha. Rồi tới khi mà ra toàn thế giới thì nó cũng, con nghĩ nó cũng có một cái khó khăn là làm sao để mà kết hợp để có cùng chung hiểu được cái mục đích của mình và có những cái sinh hoạt thích hợp, và làm sao để cho các anh chị em con cháu của Võ Bỉ nói riêng và Việt Nam Cộng Hòa nói chung cùng hiểu một mục đích và cùng hướng về, có những cái sinh hoạt hướng về cùng cái mục đích để mình tiếp nối với lại cha chú của mình. Bây giờ cha chú của mình cũng đã bỏ quá nhiều năm tuổi đời của họ cho cái vấn đề Cộng Hòa. Dạ, thành ra tụi con cũng phải có cái trách nhiệm để mà tiếp nối cái việc đó. Thì thưa quý vị và Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, cứ mỗi lần mà có đại hội của cựu sinh viên sứ quan trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam, thì khi mà Tổng hội bầu thì Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu cũng sẽ bầu lại. Và năm nay thì chúng ta cũng biết rằng với cái con virus này thì cái việc mọi việc đều đình trệ hết và mọi việc cũng đều phải cancel hết và chờ tới khi mà con virus này, corona này nó biến đi. Như vậy thì khi mà trong cái thời gian mà các con mà tập dượt với nhau, nói chuyện với nhau về ngày Father's Day, thì các con đã tập dượt như thế nào và chia sẻ như thế nào và tâm tình như thế nào? Dạ, cái project đó cũng cũng vui, cũng gặp những cái obstacle, tôi cũng gặp những cái khó khăn là tại vì mình không có dễ dàng, tại vì corona mình không có dễ dàng gặp nhau được. Nhưng mà có Zoom, nhờ có Zoom, cái tụi con cũng thử Zoom, rồi mấy anh em cũng ngồi lại. Cũng nói chuyện về cha, cũng chia sẻ tâm tình, cũng có những câu chuyện rất là xúc động. Nhưng mà không có quay lại được, cô không có biết cách quay đâu. Sao cho nó rõ ràng. Thì mỗi người một việc rồi, cũng làm cái tương tự, cũng cái format giống như vậy, nhưng mà không có cùng một lúc. Và mọi người đều góp một tay hết cô. Người thì ca, người thì hát, người thì phỏng vấn, dạ, và người rồi. Thì ngâm thơ, đúng không? Mỗi người nhận một trách nhiệm. Cái clip mà tụi con sắp có đó là do chị Diễm Nga đề xướng đó, rồi xong rồi chị gom lại hết, rồi chị làm đúc kết lại. Thưa quý vị, và những cái clip mà quý vị xem chúng tôi insert trong khi mà nói chuyện với lại Đỗ Nguyễn Nhật Khai, thì quý vị cũng thấy đó là một cái sự cố gắng của con cháu Võ Bỉ không quên người cha của mình, và nhất là người cha của mình đã chiến đấu để bảo vệ miền Nam. Và như vậy thì các con đã suy nghĩ như thế nào về thế hệ cha ông của mình, và khi mà nói về người cha của mình thì cái điều gì làm cho con hãnh diện nhất? Dạ, những cái điều mà tụi con nghĩ về cha ông của mình, thì tất nhiên cái điều đầu tiên con nghĩ tới là họ là những người rất là anh hùng và những người có lý tưởng. Đàn ông thì ngày xưa mình có câu là tề gia thì quốc bình thiên hạ đó cô. Thì con nghĩ là những người đàn ông hồi xưa cha chú trong Việt Nam Cộng Hòa của mình đó là anh hùng ở nơi là họ hy sinh những cái điều về cá nhân của họ để họ làm những cái việc cao cả hơn, đó là bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương của mình, để cho những người mẹ, những người con ở hậu phương có cái sự an bình trong cuộc sống. Và khi những cái gì mà họ đã phải trải qua, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã phải trải qua, thì mình càng thấy cái sự hy sinh của họ còn cao cả hơn. Cả cái cuộc đời trai trẻ là khi nào cũng phải đối diện với chiến tranh, đối diện với sự đe dọa của Cộng sản, không khi nào mà yên được. Mà bây giờ con nghĩ cũng giống như bây giờ con nghĩ đôi khi con cảm thấy
cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó. Bởi vì họ không, bây giờ mình không có bất cứ một cái đất nước nào mà khi mà họ có một cái người có quân đội, thì cái quân đội đó sau khi họ đã phục vụ cho đất nước xong thì họ họ luôn được một cái sự cảm kích, và lịch sử sẽ nói về họ. Nhưng mà riêng về Việt Nam Cộng Hòa thì mình không có cái, mình không có cái privilege đó nữa. Thì cái trách nhiệm của tụi con là phải đem cái sự thật của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Cô muốn con có thể là nói về người cha của mình một chút xíu, và trước khi mà chúng ta có thể là tạm ngưng chương trình và để cho các bạn của con có thể là cũng tâm tình về những người cha. Hello chị Diễm Nga, cảm ơn chị đã có một câu hỏi rất là ý nghĩa. Bài hát Ngủ đi cha được sáng tác vào tháng 10 năm 2018, khi mà ba em vừa mới mất. Thì em nhận được bài hát này từ một vài người bạn rất là thân của em. Lời thơ là của Hồ Quốc Vinh. Quốc Vinh là con của một cựu sinh viên sĩ quan Trường Bảo vệ Quốc gia Việt Nam khóa 24. Ba Quốc Vinh mất năm 75 khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, và được anh Nguyễn Hữu Bảo Long, anh Nguyễn Hữu Bảo Long phổ nhạc. Anh Bảo Long cũng là cháu ngoại của cố trung tá Nguyễn Hữu Kỳ, người cũng đã mất ở trong lao tù cộng sản. Thì khi mà em nhận được bài hát này thì em rất là xúc động. Em cũng phải vài tuần sau thì em mới có thể diễn đạt được bài hát này, và cũng đúng vừa đúng dịp thất tuần, lễ thất tuần của ba em, để tiễn đưa ba em. Thì từng lời hát, từng nốt nhạc, em có thể cảm được cái cuộc đời của ba em đã trải qua, và em nghĩ nó chạm được trái tim của nhiều người, nhiều anh chị em, bởi vì mọi người đều thấy được hình ảnh của cha chú của mình ở trong đó, những chàng thanh niên của thời Việt Nam Cộng Hòa với rất là nhiều hoài bão và lý tưởng quốc gia, nhưng sống trong thời chiến tranh và luôn phải đứng trước cái mối đe dọa của cộng sản. Và bài hát nó không chỉ dừng ở ý nghĩa về cha, mà nó cũng có thể nói lên thân phận của đất nước Việt Nam mình, một nền Việt Nam Cộng Hòa rất là văn minh, nhân bản, đang trên đà để trở thành một con rồng của châu Á, một con rồng Viễn Đông, nhưng 30 chưa tròn mộng vì đã bị cộng sản phá hoại. Một vài lời chia sẻ của em về bài hát Ngủ đi cha nhân ngày Father's Day. Thì nhân ngày Father's Day em xin được kính chúc quý cha chú của mình, cha chú của mình được một ngày Father's Day thật là nhiều sức khỏe, thật hạnh phúc, trọn vẹn bên gia đình và người thân. Lòng ưu tư chẳng chia
gió lòng con ru khẽ, rất khẽ xanh quạnh quẽ ưu phiền, đời cứ cứng sóng gió chìm nghiêng. Ngủ đi cha nhé, rất hiền như đã sống. Ngủ đi cha, 30 chưa tròn mộng. Có còn không ngang dòng chi tang mộng, luyến thương nào chưa xoài cánh trời đông. Vì đạo dài lãng bánh vào hư không. Ngủ đi cha, chiều thấp thầm mắt dõi về xa xăm. Ngộn ngát lắm lòng ưu tư tràn trề. Chiều thấp thầm mắt dõi về xa xăm. Ngộn ngát lắm lòng ưu tư tràn trề. Tôi, Đoàn Ngọc Liêm, con trai thứ hai trong gia đình có 11 anh chị em. Tôi được sinh sống gần bố tôi nhất trong tất cả các anh chị em. Vì nghịch ngợm từ bé nên tôi được bố tôi mang vào văn phòng, và ngay cả những ngày ông đi hành quân cũng được đi theo nên tôi được gặp và biết hầu hết những chú bác đã làm việc với bố tôi. Có hai điều mà tôi nhớ nhất về bố tôi. Điều thứ nhất là tôi đã được tận mắt chứng kiến tình thầy trò, tình đồng đội, và vô cùng cảm động trong một đêm khuya chia tay thời loạn ly giữa bố tôi và một chú trung úy thuộc cấp, khi hai người ôm nhau chào từ biệt, trao cho nhau khẩu súng Côn 45 trước khi bố tôi bước lên một chiếc tàu dầu tại vịnh Cam Ranh. Điều thứ hai là trước khi mất, dù trải qua một thời gian bệnh hoạn, bố tôi vẫn nuối tiếc nói rằng cuộc đời của ông khá ngắn ngủi. Hai điều trên là một trong những lý do khiến cho sau khi bố tôi mất, tôi vẫn giữ mối dây liên lạc tương kính với các bác, các chú. Tôi được các bác, các chú thương vì đã luôn sống chung với gia đình, khóa cương quyết cho đến ngày hôm nay. Tôi muốn tiếp nối tinh thần của bố tôi với hy vọng sự góp sức của mình sẽ khuyến khích và vận động các thế hệ sau cũng sẽ thực hiện như vậy để gìn giữ và vinh danh truyền thống võ vị. Tôi xin cảm ơn. Chỉ có một viện bảo tàng quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam, California. Tôi là chú của bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, dermatologist tốt nghiệp trường UCLA và đã hành nghề trên 20 năm trong cộng đồng người Việt. Sau khi người anh rể thiếu tá nhảy dù, nha sĩ Nguyễn Văn Y là bố của bác sĩ Quân mất, tôi có góp phần điều động
một lễ phủ cờ cho bố cháu, thực hiện bởi các hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang phục vụ cho quân đội Mỹ. Ngay sau đó, bác sĩ Quân đã nghĩ đến việc thành lập một viện bảo tàng quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam California. Sau 34 năm làm việc, tôi đã nghỉ hưu và sau nhiều lần lui tới thăm viếng, tôi đã chính thức chấp nhận trở thành một những thành viên nòng cốt của Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì trong công việc này tôi tìm thấy bố tôi, chú tôi và anh tôi qua những kỳ vật trưng bày. Mỗi khi được giới thiệu và kể lại cho khách ngoại quốc, trường học, hội đoàn về những kỷ niệm của các anh hùng vị quốc vong thân, tôi rất hãnh diện và đặc biệt vui khi được dìu dắt giới trẻ biết đến cha ông của mình. Tôi cũng đã kêu gọi được thêm một số anh chị em thanh thiếu niên đa hiệu miền Nam California cùng tham gia công tác tại Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn. Tháng 4 năm 1975, bố con giữ chức vụ thiếu tá, khối huấn luyện không quân và gia đình con cư ngụ ngay trong khu vực của phi trường Tân Sơn Nhất. Trong lúc hoảng loạn, ai cũng nghĩ là gia đình con sẽ di tản vì điều này không mấy khó khăn đối với cương vị của bố con lúc bấy giờ. Nhưng bố con đã quyết định ở lại. Mặc dù trước đó bố con đã từng đi du học 2 lần tại Mỹ, lần cuối cùng vào năm 1973, mới cách đó 2 năm. Cái giá của quyết định này là tù đầy, nghèo khổ, không tương lai, đầy nước mắt và tủi hận. Vì sao bố con lại chọn quyết định này? Hồi còn nhỏ, trước đây con không hiểu, nhưng bây giờ thì con đã hiểu. Bởi vì 3 chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm luôn in sâu trong tim óc của người lính Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tiến Đức, xuất thân từ khóa 17 Lê Lai trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Con nhớ bố và hãnh diện về tinh thần võ bị nơi bố. Giờ đây con yêu quý và kính trọng các bác các chú của con vì các bác các chú luôn gìn giữ và nâng cao giá trị tinh thần quý báu và bất diệt này. Happy Father's Day! Happy Father's Day ông! Con chúc ông vui vẻ và mạnh khỏe. Cảm ơn ông nấu cơm cho con ăn, đặc biệt là bún bò. Con cũng xin thay mặt cho anh Thanh, gia đình Việt và các cháu chúc ông ngoại, ông nội một ngày lễ của bố được nhiều hạnh phúc, được vui vẻ bên mẹ này, các con và các cháu. We are here to wish you a great Father's Day with good luck and good fortune and a lot of good care and support. Happy Father's Day, Noi. I wish you a good fortune and I hope Amy's taking care of you because you are getting old and because you are having some struggle, and we are always here for you to support you. We love you. Happy Father's Day. They say Happy Father's Day! And you are the best grandfather I could have. And I wish you a good life in California. Happy Father's Day, Omnoi. This is a poem I wrote for my grandpa for Father's Day. I remember when I was done with school, the only person I saw was you. And your big sweet smile, you drove all these long miles just to see my face too. I skipped over a while, the wind ran through my hair. You gave me a hug, showing you cared. We walked down to the car.
and I hopped right in. Into this smooth fabric chair, I said I win for the best grandpa out there. We rode on home, and I never felt alone. With my grandpa by my side, even if I cried, I thanked him for it all. We can handle problems big and small. Trong tim của mỗi người cha của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều có một trái tim rực lửa và hướng về Việt Nam giống như là ba của Đỗ Nguyễn Nhật Hai. Và bây giờ thì cô cảm ơn con đã tâm sự về người cha của mình cũng như là những người cha trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cô mời con chào và có lời gì nhắn thì con nhắn nốt luôn. Dạ, dạ. Con xin cảm ơn cô cho con cái cơ hội để lên đài để chia sẻ về cái ngày rất là đặc biệt đối với con, đó là cái ngày của cha, để mình có cái thời gian để mình mỗi một năm mà mình bận rộn, mình đôi khi cha mẹ mình định biết mình quý đó, nhưng mà bận rộn thành ra nó có một cái ngày như vậy để mình reflect lại, mình nghĩ về cha của mình. Cho nên con rất là cảm ơn cô đã cho con cái cơ hội này, và con nhân ngày Father's Day thì con xin kính chúc tất cả các cha chú, nhất là những người cha chú Việt Nam Cộng Hòa mình, một ngày lễ Father's Day thật là hạnh phúc, thật là trọn vẹn bên gia đình và con cháu. Và hy vọng là các cha chú khi nhìn những cái hình ảnh của tụi con và những cái sinh hoạt của tụi con làm thì có thể an tâm hơn một chút, rằng tụi con có những cái nhiệt huyết và những cái ý để mà tiếp nối cha chú, đã tới lúc cha chú có thể ngồi xuống nghỉ một chút xíu nghỉ một chút xíu thì các con làm nghỉ một chút xíu. Và cuối cùng con cũng xin nói là Happy Father's Day ở trên thiên đàng. Đúng rồi con, Happy Father's Day những người cha còn ở trên trái đất, và Happy Father's Day những người đã ở trên thiên đàng. Cảm ơn con.